Vâng, đó chính là AFF Cup năm 2022, một giải đấu nhận được nhiều sự quan tâm của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và vào buổi tối ngày mai thì sự quan tâm còn được đẩy lên cao nữa khi đội tuyển của chúng ta sẽ có một trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Malaysia. Còn vào buổi sáng ngày hôm nay thì cả hai đội đã có những chia sẻ trong phòng họp báo. Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Việt Nam có những điểm mạnh và điểm yếu. Thông tin này tôi sẽ không chia sẻ ở đây, mà sẽ chia sẻ với ban huấn luyện và các cầu thủ của mình. Ngày mai, chúng tôi có trận đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu đầu tiên tôi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng ghi bàn. Còn nếu không thể ghi bàn, cũng không sao cả. Chúng tôi đến đây để chiến đấu. Tôi sẽ làm hết sức để giúp đội có được kết quả tốt nhất. Huấn luyện viên Kim muốn nói là thắng Việt Nam, tôi nghĩ là điều đương nhiên. Là huấn luyện viên, ai chẳng muốn thắng. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc chuẩn bị. Giờ tôi và toàn đội đã phân tích xong Malaysia và có những phương án để chơi một trận đấu tốt. Lối chơi của Malaysia rất mới so với kỳ AFF lần này khi là một huấn luyện viên Hàn Quốc. Họ thường chơi với lối chơi dài và tấn công nhanh, nên là ở AFF Cup lần này thì Đức thấy đội tuyển Malaysia có một lối chơi rất khác so với AFF Cup lần trước. Còn vào chiều ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước màn so tài vào ngày mai. Vấn đề về mặt cỏ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình được nhắc tới rất nhiều trước giờ bóng lăn. Nhưng rồi cuối cùng thì phương án đã được tìm ra để những tuyển thủ có được điều kiện thi đấu tốt nhất. Những buổi tập gần đây của đội tuyển Việt Nam được quan tâm khá nhiều bởi huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ sử dụng giày đinh sắt trong các buổi tập cũng như là có thể sử dụng trong trận đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày mai, nhằm phù hợp với tình trạng mặt cỏ sân Mỹ Đình ở thời điểm hiện tại cũng như là tránh những chấn thương không cần thiết. Huấn luyện viên người Hàn Quốc liên tục kiểm tra mặt sân trong suốt buổi tập, đồng thời có những nhắc nhở và trao đổi riêng với các thủ môn. Quang Hải hôm nay cũng đã hoàn thành trọn vẹn giáo án của ban huấn luyện trong buổi tập. Đây là một tín hiệu tốt với huấn luyện viên Park Hang-seo. Các cầu thủ khác cũng cho thấy thể lực sung mãn cùng tinh thần tốt trước trận đấu vào ngày mai. Bên cạnh đó, cabin huấn luyện của hai đội cũng đã được ban tổ chức bắt vít cố định để tránh sự cố như trong trận giao hữu vừa qua với câu lạc bộ Borussia Dortmund. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia lựa chọn giờ tập vào lúc 19:30, giống như giờ thi đấu, để làm quen với điều kiện thời tiết mùa đông tại Hà Nội. Chênh lệch nhiệt độ ở thời điểm này so với Malaysia là gần chục độ C, nên huấn luyện viên Kim Pangon cho các cầu thủ khởi động kỹ nhằm tránh chấn thương. Hôm qua, đội đã có buổi tập chiến thuật kín trên sân Mỹ Đình, dù thiếu vắng trung vệ Anmar Khuzemi do bị rách cơ và phải nghỉ đến hết giải. Song, đội tuyển Malaysia vẫn đảm bảo được vị trí thay thế và hướng đến một kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam vào ngày mai. Vâng, cả hai đội đã sẵn sàng, ban tổ chức cũng đã sẵn sàng. Vào tối ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nếu tính cả lần gặp ngày mai thì sẽ là lần thứ 7 mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta gặp đối thủ này dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại thành tích đối đầu trong quá khứ. Tin vui là các cầu thủ Việt Nam sẽ cảm thấy được tiếp thêm sự tự tin nếu như nhìn lại những thành tích này. Đây là thất bại có lẽ là khó quên nhất của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup năm 2018 trên sân Mỹ Đình. Tiền đạo Anh Đức là người lập công duy nhất giúp thầy trò Liên Park Hang-seo giành chiến thắng tối thiểu để giúp chúng ta bước lên ngôi vô địch. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia trong tổng số 6 lần hai đội gặp nhau dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Lần duy nhất đội tuyển Malaysia cầm chân thành công đội tuyển Việt Nam đó là ở trận chung kết lượt đi năm 2018. Một trận đấu mà thầy trò Liên Park Hang-seo có lẽ cũng nên nhớ để tránh lặp lại những sai lầm tương tự khi đã dẫn trước đối thủ tới 2-0, nhưng lại chơi trùng xuống khó hiểu và để đội tuyển Malaysia gỡ hòa. Rõ ràng, ưu thế về lịch sử cùng với lợi thế sân nhà ngày mai, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ tự tin để đặt ra mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Malaysia. Vâng, mặc dù có lợi thế về lịch sử đối đầu, tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên chủ quan với những gì mà đội tuyển Malaysia đã thể hiện ở giải đấu năm nay. Họ có cùng số bàn thắng, cùng số bàn thua với đội tuyển Việt Nam và cũng có những cá nhân biết tỏa sáng đúng thời điểm. Cả Halim và Safawi Rashid thì đều đã lần lượt dẫn đầu cả danh sách kiến tạo và ghi bàn ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên thì đối thủ không phải là không có những điểm yếu. Đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu. Sau khởi đầu khó khăn trước đội tuyển Myanmar và chịu khá nhiều sức ép từ người hâm mộ nước nhà, đội tuyển Malaysia đã nhập cuộc lối chơi hoàn toàn khác trước đội tuyển Lào. Thầy trò huấn luyện Kim Pangon lấn lướt và giành chiến thắng thuyết phục 5-0. Lối chơi tấn công biên của đội tuyển Malaysia thực sự đã phát huy tác dụng ở trận đấu này bằng những bàn thắng.
Tuy nhiên, trước một đối thủ yếu hơn khá nhiều là đội tuyển Lào thì kết quả 5-0 không nói lên nhiều điều. Thậm chí, thầy trò Luyện Kim Pangon còn phung phí khá nhiều những cơ hội. Fasian Haslim được coi là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của đội tuyển Malaysia. Anh vừa có thể tạo ra cơ hội cho đồng đội, vừa có thể tự mình giải quyết trận đấu. Và rõ ràng, đây sẽ là một trong những cái tên mà đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải đặc biệt quan tâm ngày mai. Bên cạnh đó, làm khách trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Malaysia cũng sẽ chọn lối chơi thận trọng với hàng thủ được bố trí 5 người và chờ đợi những cơ hội phản công nhanh. Đây có lẽ là điều mà ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam cũng đã lường trước và tự mình đề ra những phương án cho từng thời điểm thích hợp của trận đấu ngày mai. Tất cả các đội bóng đều đã lộ diện. Những ứng cử viên sáng giá cho tấm vé vào vòng bán kết đều đã khẳng định sức mạnh. Dù đang có được những trận thắng ấn tượng, nhưng cơ hội nào cho đội tuyển Malaysia tới Việt Nam làm khách trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình? Màn quyết đấu tranh ngôi đầu bảng B, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia, 19:30 ngày 27 tháng 12 trên VTV5 và VTV Cần Thơ.